Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Nhất Long Audio Hà Nội. Quý vị và các bạn quan tâm xin mời quý vị và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ để cập nhật những sản phẩm mới nhất bên em thông báo lên hàng ngày. Đây là một kênh chuyên test và báo giá các sản phẩm gửi đến quý vị và các bạn cùng tham khảo, cũng như test các chức năng hoạt động cho quý vị và các bạn cùng tham khảo, cũng như cân đối về cái mức giá đầu tư cho các phòng âm thanh nhà mình. Và hôm nay em xin giới thiệu gửi đến quý vị và các bạn một chiếc âm ly của hãng Sansui, có model là 2000X. Đây là một dòng Sansui rất hay trong tầm giá, được nhiều anh em ưa chuộng. Thường các anh em thường hay ghép với những dòng như loa Pioneer, căng mất cáo của 770A, 880A và những dòng loa cổ khác. Về dòng chất âm 2000X thì là các bác cũng đã biết rồi, chất âm rất là hay luôn. Dòng này đánh rất là dẻo, tiếng rất là ngọt ngào và chi tiết luôn. Và con này về trong tình trạng là đẹp xuất sắc, nguyên bản 100%, vỏ gỗ nguyên zin luôn. Vâng, trước mặt quý vị và các bạn là chiếc âm ly Sansui 2000X. Và bây giờ em sẽ đi quay vào chi tiết cho quý vị và các bạn cùng tham khảo, và cũng như quay gần để cho quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng và nhìn cái mức độ đẹp của dòng sản phẩm này. Vâng, trước mặt quý vị và các bạn là chiếc âm ly Sansui 2000X đây. Đây, con này thiết kế mặt phay nhôm và trước kính trước mặt nó có cái đồng hồ hiển thị dàn đèn rất là đẹp luôn. Đây là các nút các nút của đường speaker là đường AB, là đường cầu loa đấy ạ. Và đây nút nguồn đây. Và cái đường trái phải để chỉnh giải cao giải thấp của bát chép đây. Đây là bát đây. Đẹp, test luôn cho các bác đây. Tất cả là hoạt động hoàn hảo các chức năng bát. Đấy. Bát rất mịn này. Chép đây. Volume này. Đây ba lăng này. Và giờ đây lau lướt coi nha, này lau lên. Và đây bỏ gỗ rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây, giờ em test cái đài cho các bác nhé. Rất là nét luôn. Tất cả là hoạt động hoàn hảo, tất cả các cao chức năng này. Rất là nét luôn. Em đang cắm vào cái đường tape monitor nha. Tape monitor, các bác ấn tape monitor cái là hot luôn. Và bây giờ em sẽ ngắt kết nối đây, em quay xung quanh để cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Và phải tắt điện. Đây, mời các quý vị và các bạn. Con này vỏ gỗ zin luôn các bác nhé. Đấy, vỏ rất là đẹp luôn. Vỏ nguyên mộc chưa spa luôn. Đấy, con này đây. Series của nó là 00250 này. Con này là 2000X này. Dòng này nó thiết kế hai cổng loa A cộng B, và các bác đánh được AB đều được. Đây là cái đường vào này, AUX này, tép và tép 1, tép 2 này. Đấy. Còn này nó chạy 4 xò sắt luôn các bác nhé. Đây là cần đăng ten vào đài. Và bây giờ em sẽ
đấu và test một đoạn nhạc cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Vâng, mời các bạn nghe thử đoạn nhạc. Hãy nhìn một lần sau cho chén đi vui, uống đi em, sao em mất người nhà thương hoa. Rất là ngọt ngào luôn. Một tình nào rồi cùng phun hoa, một đường tàu biển mây sân ga. Xin em xem anh như một lá nhỏ dọc đường. Video giới thiệu sản phẩm cũng như test sản phẩm nên em xin dừng. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ em, xin liên hệ theo số điện thoại em đăng ký trên kênh. Và chiếc âm ly em đang bán với giá là 15.800.000 đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ em, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.